Vâng, xin chào quý vị các bạn. Và trong trình ngày hôm nay thì mời quý vị các bạn cùng Bảo Duy của Auto Daily đến gặp ngay một em. Vâng, em khủng long. Em khủng long này uống xăng như là voi ông Phina Top luôn. Động cơ 4.6 lít nhập khẩu Trung Đông. Và mốt sản xuất là năm 2019, vừa mới được nhập khẩu về đến showroom tư nhân ở Hà Nội. Và để nói về lịch sử của dòng Land Cruiser này ấy, thì Duy có một số những cái chia sẻ với quý vị các bạn như này. Cái mẫu xe, cái năm đầu tiên mà Toyota quyết định làm ra những cái mẫu xe để phục vụ cho quân đội nhưng mà hạng nhẹ thôi ạ. Thì vào năm 1951 thì cái mẫu xe Toyota Jeep đã được ra đời. Và sau một vài năm thì để định vị cái thương hiệu của mình ra đến thế giới nhiều hơn, xa hơn, tiến xa hơn nữa, thì Toyota đã đổi tên thành mẫu Land Cruiser. Và ngày hôm nay thì đứng ngay bên cạnh Duy thì là phiên bản này là phiên bản 200 rồi. Nên là 200 series đấy. Ở ngay bên cửa xe thì quý vị các bạn có thể thấy ngay tem ở trên cửa xe mới đét luôn, vừa mới về showroom luôn ạ. Duy phải lao đến ngay. Đây, mốt sản xuất là 2019 này, Toyota Land Cruiser 200 series. Xe này là động cơ 4.6 lít wagon, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, 5 cửa. Để nói về Land Cruiser ấy thì chiếc xe này đã trở thành một biểu tượng của Toyota rồi. Đèn thì là đèn pha, đèn cốt này, trang bị công nghệ LED này, xi nhan thì bóng halogen. Đèn định vị ban ngày cũng LED. Đây, có cái đèn sương mù. Đèn sương mù là công nghệ LED. Về mặt thẩm mỹ ấy, đèn sương mù công nghệ LED cũng nhận là đẹp. Mình phải nói thẳng khẳng định như thế đi. Nhưng mà với một cái mẫu xe mà có cái khả năng đi off-road, đi cũng đường xấu, đi đèo núi như này mà gặp phải trời mưa hay là mưa mù ấy, đặc biệt là trời sương mù cực nhiều ấy, thì cái đèn LED này trắng tinh luôn, không nhìn thấy một cái gì luôn quý vị các bạn. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng thêm cái áo mưa hoặc là giấy bóng màu vàng để che vào phần đèn này cho nó có ánh sáng vàng để chúng ta đi xuyên sương có thể nhìn được. Ở trên cái chiếc Toyota Land Cruiser VX ấy, thì có hai phiên bản, hai biến thể là VXR và VXS. Thì ngày hôm nay ở đây là chiếc VXS ạ. VXS và VXR khác nhau ở đâu? Ở phần đầu xe này quý vị các bạn thấy ngay, đó chính là cái phần logo Toyota. VXS thì là sẽ có một cái miếng nhựa để che cái logo này đi. Bởi vì bên trong đây có hệ thống radar để phục vụ cái hệ thống cảnh báo an toàn safety sense của Toyota mới. Còn trên VXR thì logo bình thường, sẽ không có cái tấm nhựa này. Thật ra là các bác nhà mình mà ai thích đi xe xịn ngon mà không bị chú ý vấn đề thương hiệu thì Toyota Land Cruiser là một trong những cái mẫu xe mà chúng ta rất cực kỳ đáng lưu ý và cân nhắc. Có cái giá không hề rẻ đâu ạ. Con khủng long này uống xăng thì cũng dã man luôn. Bộ la răng 20 inch, 5 chấu kép hình chữ V. Trông chắc chắn phết đấy. Thân xe thì cũng có một cái đường tem kéo dài từ phần đèn pha trước cho tới cụm đèn hậu phía sau. Cái này nó chỉ là điểm nhấn thôi, nhưng thực ra Duy thì Duy không thích cái tem này lắm đâu. Để đen xì trông nó ngầu hơn nhiều. Gương hậu chiếu hậu cũng to, có cảnh báo điểm mù ở trên gương. Đèn LED xi nhan báo rẽ ở đây. Những cái này trang bị quá cơ bản, ở xe này nhiều tỷ mà. Ở đây thì đặc biệt ấy, Duy rất thích cái này này. Cái đường nẹp chrome to bản được kéo dài từ cửa trước ra cửa sau. Cái đường nẹp chrome này rất nhiều xe áp dụng, nhưng mà thật sự khi mà áp dụng ấy thì các hãng nên sử dụng những cái đèn đường nẹp chrome to như thế này. Nó sẽ tạo điểm nhấn, nó đơn giản nhưng mà nó lại giúp cho chúng ta có cái ấn tượng nhiều hơn. Còn đây, đuôi xe của em nó V8 VXS. Đèn hậu cũng được sử dụng công nghệ LED nhá quý vị và các bạn ạ. Ở đây là đèn lùi thì vẫn là bóng halogen, đèn xi nhan cũng vậy. Vì là một mẫu xe phục vụ khá nhiều cho cái việc đi chuyên chở cũng như là đi những cái địa hình khó thì Toyota cũng không quên trang bị cho Toyota Land Cruiser một cái phần ốp ở phía sau này để quý vị có thể bắt cái móc ở đây để kéo những cái trailer ở phía sau ấy. Tuy nhiên là không thể thiếu đi cái việc được trang bị cốp mở điện rồi. Đối với cả Lynx 570 thì sẽ được mở điện cả cửa trên và cửa dưới. Nếu nó mở theo kiểu ngọc trai. Đấy, con trai mở ra này. Còn đâu với Land Cruiser thì ở dưới mở bằng tay nhưng mà cũng được đỡ bởi một cái sợi dây cáp cũng rất là nhẹ nhàng đây ạ. Và cũng không bị mở phịch phát xuống đâu. Có một cái điểm khác biệt như này mà Duy muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là ở trên những cái mẫu xe hạng sang nhiều tỷ hơn tí nữa so với cả Land Cruiser thì cái cơ cấu gập đóng mở cái phần cốp này ấy, khi mà chúng ta đây Duy sẽ thử luôn. Duy có thể thấy nhá. Khi mà xuống đến gần đến nơi ấy sẽ là cái đoạn mà cái phần cốp điện ấy, cái phần thao tác ấy, nó sẽ phải đỡ rất nhiều và phải rất ăn khớp với nhau.
thì như ở Land Cruiser ấy, thì khi mà xuống gần đến nơi ấy, nó sẽ có một cái độ khựng nhất định ở lại, sau đó nó mới xử lý để gập vào được. Còn ở trên những cái mẫu xe nhiều tỷ, ví dụ như kiểu Bentayga này, hay là một số cái mẫu xe SUV đắt tiền khác ấy, nó đóng vào mượt cực kỳ luôn. Đây các bạn để nhìn kỹ này. Đây các bạn nhìn kỹ, nó sẽ bị khựng một đoạn ở đây này. Đấy các bạn thấy không, nó hơi khựng cực một cái xong rồi mới đóng vào. Đó là cái điểm khác biệt giữa vừa tỷ và nhiều tỷ đấy ạ. Xe mới quá, chưa được bóp ni lông, quý vị các bạn thông cảm, nó xem nó hơi khó chịu một tí, nhưng mà cũng phải hiểu cho các showroom, xe nhập về cũng muốn giữ cho khách. Ghế thì là chúng ta vẫn phải gập cơ rồi ạ, nhưng mà cái cơ cấu gập thì rất là nhẹ nhàng, một phát ăn luôn. Với cái không gian phần cốp rộng rãi như này thì chắc chắn là rất nhiều các ông chủ muốn sở hữu xe này rồi. Ta có thể để được khá nhiều đồ, và đặc biệt là những cái bộ đồ đánh gốp. Thật sự thì với Toyota Land Cruiser, nếu mà để nói về những cái trang bị hay những cái thiết kế thì nó không có quá nhiều thứ để chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ đâu. Chỉ có cái duy nhất mà chúng ta phải rất muốn tìm hiểu ngay bản thân Duy cũng vậy, đó chính là cái khả năng đi off-road của chiếc xe này. Tiến vào không gian nội thất thì đầu tiên có lẽ là Duy sẽ phải chia sẻ với quý vị các bạn một cái này. Đối với cả những cái mẫu xe có cái phần cao cấp một chút của Toyota ấy, thì khi mà những cái mẫu xe nhập khẩu, khi chúng ta mở cửa xe và bước vào ấy, ngay lập tức mở cửa xe chúng ta sẽ cảm nhận được một cái mùi da từ cái mùi vật liệu ấy. Nó rất là hấp dẫn, mặc dù nó không phải thơm như kiểu mùi nước hoa đâu, nhưng mà nó có cái gì đấy rất là đặc biệt ạ. Đây, mẫu xe này mới quá chưa bóc ni lông được, nhưng mà Duy cũng đã bóc cái phần ni lông ở phần ghế ngồi của người lái ra để kiểm tra cái chất liệu da. Đây, nếu mà để cấu véo và chúng ta quan sát, chúng ta sờ rất kỹ ấy, thì đây phải nói là một cái chất liệu da cao cấp của những dòng xe Toyota. Sờ vào nó rất là mềm, nó rất là mịn, và nó rất giống những cái mẫu túi đắt tiền khoảng 50-70 triệu của chị em trở lại cái tầm tiền đó. Sờ rất sướng tay, da thơm phết. Cái phần thiết kế bên trong của Land Cruiser này thì nó cũng không có quá nhiều những cái gì đặc sắc đâu. Nó thiên về cái thiên hướng đa dụng và dễ sử dụng nhiều hơn. Ghế lái này thì được chỉnh điện khá nhiều hướng, có 3 cái vị trí để chúng ta cài đặt nhớ ghế để nổ cái xe nặng. Đối với cả những cái mẫu xe to lớn của Toyota thì khi mà chúng ta để nổ động cơ ấy, nó có một cái tiếng để nổ rất là lạ, nó lên. Đó là cái tiếng để nổ của những cái mẫu động cơ mà nó nhiều chấm, động cơ hút khí tự nhiên nhiều chấm ấy, nó khác với cả turbo. Turbo thì nó lên, con này có thể nó có nó mới lên. Đó, cái tiếng mà cái động cơ nó đẩy ra chúng ta nghe rất là hấp dẫn. Rồi chúng ta sẽ quay lại về không gian. Đối với cả chiếc Toyota Land Cruiser mà nói ấy, thì chúng ta sẽ có một cái tổng thể khoang nội thất nó theo cái hướng đơn giản nhưng mà vẫn có cái sự sang trọng, đến từ các cái chất liệu ví dụ như là phần ốp gỗ ở trên vô lăng này, ở trên cái bảng táp lô này, ở trên cái táp bi cửa này. Cái kiểu thiết kế này nó giúp cho chúng ta có cái nhìn nó không quá đặc sắc nhưng mà nó lại rất là bền, cái thiết kế rất là bền theo thời gian. Dùng mãi thì nó cũng vẫn như thế thôi, nó cũng không có cái gì thay đổi cả. Những cái mẫu xe hiện nay thì một số những mẫu xe Hàn hay là một số những mẫu xe Nhật thì đã có cái sự thay đổi ấy. Thì đặc biệt là cái phần thiết kế thì được làm khá là nhiều chi tiết và các cái kiểu mà chia tầng chia khối ra. Có thể ban đầu thì chúng ta sẽ nhìn nó hấp dẫn, nó đặc biệt, nó lạ, nhưng mà về một thời gian 5, 7, 10 năm sau thì đôi khi chúng ta nhìn chúng ta sẽ cảm thấy không thích. Bây giờ thì mời quý vị các bạn đi sâu vào những cái chi tiết bên trong đi. Cái điểm mà thực sự là Duy phải nói là Duy muốn dành một cái lời khen cực kỳ lớn cho Toyota khi đã tạo cho Land Cruiser một cái bản đồng hồ phía sau vô lăng rất là bắt mắt. Nó rất là hợp với cả những cái một mẫu xe to lớn như thế này, lại có cái khả năng địa hình nữa. Và đặc biệt là ở giữa cái màn hình, ở giữa là màn hình TFT, đây hiển thị khá đủ những cái thông tin cần thiết, ví dụ như là độ nghiêng, độ dốc của xe, rồi là khi chúng ta cài đặt off-road đấy ạ, rồi là áp suất lốp của từng bánh xe. Cái đó rất là hay, rất là hữu dụng cho một mẫu xe đi địa hình. Vô lăng thì nói chung là để nói về vô lăng của Toyota thì
nó cũng không có cái gì đặc biệt quá cả. Ngoại trừ là đối với cả thế hệ mới này thì cũng đã được trang bị thêm công nghệ an toàn safety sense của Toyota để chúng ta cảnh báo giữa làn đường này, rồi là quét radar phía trước để cảnh báo tiền va chạm. Cái đó cũng khá hay. Ở bên phần bên trái của vô lăng thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái điều chỉnh cơ bản, ví dụ như là rửa đèn pha này, rồi là tắt bật cái hệ thống cảm biến xung quanh xe, rồi hệ thống bật chế độ đèn pha auto luôn, liếc đánh lái liếc các kiểu, mắt liếc này, rồi là điều chỉnh gập gương. Đó cũng có, chỉ có những cái vậy thôi. Ở đây này, đây là cảnh báo tiền va chạm này, rồi là mở phần cốp phía sau này. Đó. À, ở trên cái Toyota Land Cruiser này ấy, thì cái thế hệ hiện tại này thì đã được trang bị thêm cái hệ thống điều khiển từ xa để giúp chúng ta có thể đề nổ từ xa này, rồi là mở các cái kính cửa xe này để cho cái không khí nóng bức được trong xe om lâu được thoát ra ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần bảng táp lô trung tâm đi. Bảng táp lô trung tâm của Land Cruiser thì cũng được trang bị một cái màn hình cảm ứng. Với cái giao diện mới của Toyota, mặc dù là không được đẹp và cũng thực sự không được quá nhanh nhạy đâu ạ. Đây chúng ta cũng sẽ có những cái nút điều khiển cơ bản thôi. Dưới đây thì là nút điều chỉnh điều khiển điều hòa. Toyota thì luôn luôn nổi tiếng là trang bị những cái rất là tiện dụng cho chúng ta. Thì ở phần hộp dưới này thì chúng ta cũng sẽ có một cái ngăn để sạc điện thoại không dây ở đây, chuẩn chi. Nhưng mà chúng ta hãy, các bạn hãy nhớ là với cái cổng sạc này thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái nút nguồn để bật. Đó, vâng. Bật lên xong rồi chờ một chút để nhận diện tìm kiếm đã. Rồi, bắt đầu sạc rồi. Nó cũng là một cái điểm khá hay. Thật ra là công nghệ hiện nay với những mẫu xe nhiều tỷ thì rất nên có những cái trang bị như thế này. Chúng ta cũng sẽ có làm mát ghế này. Duy chưa tìm thấy nút sưởi ghế đâu, chỉ mới làm mát thôi. Bên đây thấy một cái nút đen để chờ thì chắc là sẽ là một bên sưởi ghế ở đây. Nhưng mà phiên bản hiện tại cái Duy đang trải nghiệm thì không có. Ở đây có cổng sạc aux và USB. Đây, đây mới là cái phần khu vực giá trị của Land Cruiser này các bạn này. Đây ạ. Cái cụm này là cái cụm có thể nói là trang bị đắt tiền nhất ở trên chiếc Land Cruiser này. Bởi vì cái công nghệ off-road mà Toyota đã trang bị cho chiếc Land Cruiser này có rất nhiều những cái ưu điểm hay và sử dụng ở những cái điều kiện đường khắc nghiệt, những cái vùng khí hậu khắc nghiệt đấy ạ. Ở đây chúng ta có chuyển cầu. Đây thì là mẫu xe này thì cũng có nâng hạ gầm ở đây. Cái chế độ này là chế độ rất hay này. Khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ này ấy, là chế độ quay đầu xe, vận hành quay đầu xe ở trong những cái cung đường hẹp. Và có cái phần vật cản hai bên. Đây thì cũng là chế độ vận hành leo dốc. Và Land Cruiser thì cũng được trang bị tới 1, 2, 3, 4 và 5 5 chế độ vận hành off-road khác nhau. Bên đây thì sẽ có khóa V-side này, rồi là tắt hệ thống cân bằng điện tử này, rồi là 3 cái chế độ chạy là chế độ Eco, Comfort, Normal và chế độ Sport cùng với cả Sport Plus luôn. À vâng, đây. Xe thì được trang bị động cơ 4.6 lít V8 đi kèm cái hộp số tự động là 6 cấp. Ở trên 5.7, ở trên động cơ 5.7 sẽ đi kèm với cả hộp số là 8 cấp, tự động 8 cấp. Còn trên chiếc này thì chỉ là 6 cấp mà thôi. Phanh tay thì chưa được trang bị phanh tay điện tử. Cũng như là cái phần phanh tay này thì cũng đã được bọc da ở đây rồi. Ủa, cánh cửa này nặng, chắc phết. Để nói về những cái mẫu xe được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Đông hay là Mỹ thì chúng ta sẽ có một cái sự hoàn thiện tốt hơn rất nhiều. Và đặc biệt là những cái mẫu xe to lớn như thế này, chúng ta cũng sẽ có những cái phần thân vỏ bên ngoài này, rồi là các cái táp bi cửa bên trong cũng đều rất chắc chắn, được gia cường rất tốt. Như quý vị thấy ở phần cánh cửa này thì mẫu xe Land Cruiser này được lấy cảm hứng khá nhiều từ cái chiếc bán tải nổi tiếng của Toyota, chiếc Tundra ấy ạ. Cái phần tay nắm cửa này cũng to này, có thiết kế giống, rồi cái phần tay bệ thì tay ở đây kèm theo cái tay nắm ở đây cũng vậy. Được làm theo cái dạng giả nhôm phay xước mà thực ra là làm bằng nhựa thôi. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn khá là thẩm mỹ ở đây. Trên cửa cũng được ốp cái phần nẹp bằng gỗ.
để nói về cái không gian cảm nhận trực tiếp khi mà Duy ngồi ở cái hàng ghế thứ hai của mẫu Land Cruiser VXS bản 4.6 V8 này ấy, thì phải nói thực sự là cái cảm giác ngồi ở vị trí này nó không khác nhiều quá so với cả chiếc LX 570. Chỉ có khác một chút là ở cái cảm nhận chất liệu da mà thôi. Còn lại thì cái không gian và cái cách bố trí đều được làm khá giống, cũng không có cái gì quá là nổi bật cả. Ê, như các bạn thấy ở ngay cái phần trụ ở giữa cái bệ tì tay đằng trước này này, thì chúng ta cũng sẽ có khu vực để cửa gió điều hòa. Cửa gió điều hòa ở đây và ở trên trần nữa, kèm theo là điều khiển độc lập hai vùng ở phía sau. Vậy là chiếc Land Cruiser này có tới 4 vùng độc lập điều hòa, 4 vùng độc lập. Kèm theo là chúng ta sẽ được có những cái giải trí riêng, nhưng mà nếu mà sử dụng DVD thì sẽ sử dụng chung với cả phần trước thôi. Hai bên này thì có tai nghe riêng, kèm theo cái núm vặn chỉnh volume ở đây. Cổng HDMI kết nối vào đây thì sẽ độc lập hai màn hình ở phía sau. Cổng sạc ở dưới đây thì chỉ trang bị cổng sạc 12V mà thôi, cổng sạc tẩu ấy ạ. Màn hình khá là to. Màn hình này dự đoán cỡ khoảng 10 inch. Cũng đẹp đấy. Nói chung là tất cả những cái trang bị ở trên cái khoang vị trí hàng ghế thứ hai của chiếc Land Cruiser này thì Duy đánh giá cao, bởi vì ngoài cái không gian rộng rãi ra thì tất cả những trang bị đều rất là đầy đủ và hữu dụng. Bây giờ thì mời quý vị các bạn xuống với cả hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba của chiếc Land Cruiser phiên bản VXS này thì sẽ có cái không gian phần đầu xe thì cũng khá là thoải mái này. Phần lưng ghế để Duy xem nào, phần lưng ghế thì cũng có thể ngả ra thì chúng ta ngồi như thế này, trải nghiệm một cái quãng cung đường dài thì Duy nghĩ là cũng sẽ không bị mệt mỏi đâu. Chỉ có một cái điểm này hơi lấn cấn một chút, đó chính là cái khoảng để đầu gối này tới cái lưng hàng ghế thứ hai. Lưng hàng ghế thứ hai thì Duy đang để như là vừa Duy ngồi trải nghiệm là cũng khá là thoải mái rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào đây với một người cao 1m75 như Duy thì đầu gối của Duy đã chạm vào lưng của hàng ghế thứ hai và tạo ra chúng ta một cái sự kích. Nếu như ngồi này đi đường xa là cái phần đầu gối sẽ thúc vào lưng hàng ghế thứ hai, ngồi người hàng ghế thứ hai khó chịu, hàng ghế thứ ba cũng khá là khó chịu. Nhưng mà những cái người cao khoảng 1m7 trở xuống thì ngồi đây ok, vô tư. Nhưng mà sẽ có một cái điểm cộng cho hàng ghế thứ ba của Land Cruiser. Đó chính là khi mà thiết kế thì các nhà thiết kế của Toyota đã làm cho cái phần sàn của cái mẫu xe Land Cruiser này nó có cái sự dốc ngược lên về phía đuôi. Khi mà cái hàng ghế thứ ba là sẽ cao hơn hàng thứ hai, để người ngồi hàng ghế thứ ba cũng vẫn có thể nhìn qua cái phần ô kính của cái phần kính lái ấy, để tạo ra cho chúng ta không gian nó thoáng đãng. Ô cửa đây cũng rất thoáng này, quý vị các bạn thấy rất thoáng luôn. Cửa gió điều hòa, rồi là cả cái phần cửa gió để thổi ra cái phần kính ở phía sau này nữa, không làm bị mờ kính. Vâng, và nếu như ai trong quý vị các bạn quan tâm tới chiếc Land Cruiser phiên bản VXS mốt 2019 nhập khẩu tư nhân thì quý vị các bạn thể ghé qua Sơn Tùng Auto để trải nghiệm trực tiếp cái không gian cũng như là cái thiết kế bên ngoài về mặt ngoại thất cũng như trang bị của chiếc xe này. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.